Alo, anh Andy, anh có thể phân tích về bảng Anh lúc này? Vâng, chào anh David, chào tất cả các bạn. Bảng Anh thì hiện tại rồi đang có những tin về lãi suất ngân hàng. Vâng. Thì ngân hàng xưa anh đã họp lại và bỏ phiếu trong cái việc là quyết định tăng lãi suất để hỗ trợ phát triển kinh tế hay không. Vâng. Thì tuần vừa rồi chỉ có hai người đồng họp phiếu để đồng ý là tăng, còn phải là 6 người đã đồng ý. Vâng. Thì kết quả là những nguyên lãi suất thì khiến cho đồng bảng Anh đã giảm rất nhiều. Vâng. Tôi thì tôi thấy trên mô hình xuống 149. Vâng. Bảng Anh vẫn xuống rất là mạnh đúng không ạ? Đã điều chỉnh mức H4 cũng xuống, H1 cũng cũng đang điều chỉnh, và nó tôi thấy rằng là cái vùng điều chỉnh và lên mạnh ở cái kỳ sideways, đặc biệt là ở H4 chúng ta thấy là có sự đổ đèo của H4 bảng Anh. Vậy tuần tới thì dự đoán của chúng ta như thế nào ạ? Vâng, thì tôi thấy là trên những đồ thị kỹ thuật ở khung ngắn hạn thì bảng Anh đang có cái sự điều chỉnh lên. Vâng. Đấy là cái khu vực có thể là sideways trong một thời gian, và cái khu vực này ấy, thì là cái hỗ trợ có dấu hiệu của những lực mua ở dưới lên rồi. Vâng. Và tôi nghĩ là khả năng có sự điều tăng điều chỉnh có thể trong cái ngày đầu tuần. Vâng. Xu hướng dài hạn của Anh ấy thì tôi thấy là do sự thất vọng của đầu tư ở cái việc tăng lãi suất, giống như đồng New Zealand thì, cái xu hướng bảng Anh thì rất là khó tăng trong thời gian sắp tới, mà gần là giá nó chỉ ở cái mức sideways. Vâng. Để điều chỉnh giảm. Vâng. Thì đấy là quan điểm của tôi ạ. Bởi vì do kinh tế Anh cũng chưa có dấu hiệu phục hồi và đang cái tỷ lệ lạm phát của Anh đang rất là cao. Vâng. Đấy là phân tích cơ bản. Theo yếu tố phân tích kỹ thuật thì tôi thấy là cái việc sideways trong tuần tới là bắt đầu được hình thành. Thứ nhất là lực mua và chịu mức cản của đám mây Ichimoku rất là dày lúc này. Thứ hai nữa là nó đã qua cái thời kỳ đám mây mỏng và bắt đầu xuất hiện một cái đám mây rất là dày, khiến cho sideways trong cái giai đoạn của ngày mai. Thứ hai, chúng ta thấy được ADX ở vùng 15 là xung lực nó rất là yếu. Thứ ba nữa là RSI 52 mặc dù là được củng cố bởi một cái lực mua RSI 52, tuy nhiên là gì ạ, là xung lực ADX dành cho nó trong cái ngắn hạn là vẫn đang thấp, khiến cho là gì ạ, nhà đầu tư có thể chờ các cái tín hiệu của ngày mai khi giá được biểu hiện rõ ràng thông qua đi vào vùng giữa của đám mây Ichimoku. Nếu trong trường hợp vượt lên và được củng cố bởi ADX thì sẽ cho một cái tin của bảng Anh tăng lên, còn trường hợp mà vượt xuống thì chúng ta sẽ được ADX ủng hộ với các nến xuống, thì chúng ta sẽ có thể đánh xuống trong trong tuần tới, đặc biệt là trong sau ngày mai. Vậy thì bảng Anh chúng ta sẽ đón chờ các cái thông tin để chúng ta có thể phân tích tiếp đối với bảng Anh. Xin được cảm ơn anh Eddie và xin chúc các quý nhà đầu tư trong tuần tới có những cái bước đột phá trong vấn đề đầu tư. Xin cảm ơn anh. Vâng, chào anh David.